Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu đúng không ạ? Và như vậy là mình đã tô màu xong rồi nha. Xin chào các nhà, hôm nay mình sẽ bắt đầu đi tô màu. Bây giờ mình sẽ vào cái bút sinh thành rồi. Thank you.
Như vậy video của mình đến đây kết thúc vậy. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ đi về chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi.